À, chào các bạn đã quay trở lại video mới nhất của Đội Mèo. Chào tất cả anh em nhá. Thì anh em ạ, lâu lắm mà mình không làm video chôn hậu cáo cho anh em xem. Thì hôm nay mình với lại cáo đệ sẽ làm một video chôn hậu cáo. Thì hôm nay bạn sẽ giả vờ bạn bị say rượu, rồi bạn sẽ vào nhà đít. Nhưng mà Đội biết uống rượu không? Thì rượu đối với bạn là vô địch cái tít à. Ý chật thế nhờ. Cái tít là đây, cái mấy cái phát ngã mặt mình là uống rượu say bị ngã anh em ạ. Đấy. Còn cái chỗ môi này là mình vấp vào bên sỏi là mình cắn nước môi luôn. Thì hôm nay tí là bạn sẽ vào nhà đít nhá, là vào say rượu, bạn sẽ đập phá nhà. Bạn đập đùa đấy, bạn đập nhà bạn á. Ừ. Bạn đập đùa, bạn đập đùa. Thật đấy đùa. Tha là đùa. Đập đùa đấy nhá, đập thật rồi. Đâu chơi đâu, nó chơi đâu. Nó phản ứng như nào, kêu nó đánh chơi bạn đi. Nó đang làm ở trong nhà ấy. Ừ, nó đang nằm nhà. À sao cứ quậy tung nhà bạn đấy nhá. Ừ. Quậy nhẹ không lại vỡ cái gì, nó hốt tiền đàn đâu. Ok rồi. Thì bạn tinh nhiều quá, đập luôn rồi. Đập đùa thôi mẹ. Đàn đi mất tiền đàn, mẹ cũng nọ có hai đứa lúc vào mẹ giờ. Không có thời gian đi sửa hiểu không? Anh ạ, hôm nọ có hai đứa lúc vào xe của hậu cáo mà không có thời gian đi sửa mà giờ đi ngoài trời toàn đi bộ đi quay video nha. Nó nóng lắm, nắng nữa rồi. Nắng nóng. Nào quyết định vào tròn hậu đi nhá. Ok bạn. Chứ bạn cũng mấy tháng nay bạn có tròn được nó đâu. Ôi thằng này nhìn dạo này nó nằm ngủ nhìn nó ghét thế em biết rồi. Tôi giờ quậy nhá. Quậy luôn. Quậy một tí rồi khi thế đi đi bạn ơi. Anh em hãy giờ mình mới độ là vào quậy tung nhà anh em nhá. Để xem phản ứng của hậu như nào anh em ạ. Đây là ngáo ngơ luôn anh em nhá. Chơi luôn. Hôm nay mình sẽ ngáo cho anh em xem. Chơi luôn. Xem Đội Mèo bị ngáo như thế nào. Ok. Dân chân tầm nghiền bị ngáo em ạ. Ok giờ mình sẽ chui cả mô tô để ngủ em nhá. Chui mẹ cả mô tô nữa. Nhưng mà tí nó cán chết đi. Chua chua rồi. Có lắm không? Có lắm không? Chui vào tí dãy đánh nha, để tí bạn gọi ô ra nhé. Ô quên cầm chai bia. Uống to rồi, uống một quán say rồi. Ừ, thế thì bạn vào bạn quặn nó nhá. Ui Hậu ơi! Hậu ơi! Hậu ơi! Mẹ, thằng Đỗ nó dở hơi với sao ấy. Uống say rượu nó chui mẹ cả mô tô. Dãy đánh lên rồi. Mẹ thật mày ra mày xem này. Nó chui cả mô tô nó cái gì? Tao không biết, tao gọi nó có ra đâu, nó bị sao rồi đấy. Ô, ta nhìn cũng muốn chó rồi, quay đâu. Lúa chứ còn ai nữa. Chó đây mà. Lúa đấy. Chó mà. Chó mà. Chó mà, ông mày lúa, chết. Lúa, đầu kia. Đầu kia. Đầu đấy. Ô mẹ nằm đây điên à. Nó dãy anh đạch nhưng cơ. Cái này mà không may tao đi xe mà nó không để ý thì tao hút vào nó chết đúng không. Ôi xem mày có cứu ra không, thằng ấy nó lại hóng rồi, độ lại hóng rồi. Sao nó lại chui đấy. Lúa đi uống rượu biết để nhẹ ra. Tao đi từ sáng đến chiều về đấy, nãy gọi về quay video có đi đâu, không quay đâu. Đang chơi thật nguyện này, rượu chè lại chui vào thằng mô tô này, dậy em nào, đi đây. Anh em nhớ mày, mày chui vào đây, mày nhớ mày, tao không để ý tao đâm, tao hút mày thì làm sao? Giờ tao lên xe, tao không để ý tao đi thì nó làm sao? Giờ nói chuyện mới độ nó say, nó hiểu gì đâu. Đi đây rồi, mẹ chui, cứ này, ngáo gì đâu? Năn nộ chả biết cái gì nữa rồi. Mày giả Đi mờ thấp bé rồi. Mày là thằng nào? Ây ơi. Mẹ khen con này. Độ đúng bét nhẹ rồi. Mày xô nó cho nó xô nước. Mày tạt nước lại hàn dí bố nó xem. Quá xô. Ôi đối ra không mẹ giờ nó. Nó đâu tính đâu. Mẹ ăn say rượu. Đâu tính đâu. Mẹ suốt ngày rượu chè thôi. Lấy còn hút nát đầu nát hát rồi sao? Nát chứ. Vỡ cái ấy đi, vỡ cái đầu xe đi. Đi đây nào. Đi đây. Đi đâu thằng kia, mày vào đâu rồi. Đồ ôi. Nó đi từ sáng giờ đến nãy nó quậy, nó về quay về đâu. Sáng rồi. Giờ không nhìn thấy mặt mũi đâu. Chui vào đây ngủ. Nào cho số lướt đi. Ngáo rượu rồi. Mày rượu cái gì vào người ta ấy, thằng chó kia, tao đánh chết mày giờ. Dậy mau. Ơi. Dậy. Đội ơi, tính lại em nào. Uống nát rượu này. Mày thằng mày rượu nào? Thằng mày. Đi đấy. Tao mày quá rồi, tao đánh chết mày. Nó bật đấy hụi. Đội ơi, tính lại đi xem nào. Tao đập lát xem mày, mày tin tao đập lát xem. Mày đập đi. Mày say rượu đúng không? Mày là thằng nào? Bỏ tay ra. Mày là thằng nào? Suốt ngày rượu chè. Mày là thằng nào? Mày biết mẹ mày say rượu bao nhiêu lần đấy đúng không? Tính lại đi. Mày là thằng nào? À. Mẹ đấy. Tao bảo thật mày chui đây.
Nhớ mày tao đi không để ý thì có phải bây giờ mày toang đúng không? Hả? Tao làm cho mày cho nó mát. Bây giờ mày không để ý thì tao đi tao hút vào mày thì sao? Ngu ấy. Mày hút vào cả mày. Mày đi chết luôn. Ừ, tao thích chết mày làm hả? Chuyện ngáo ngơ rồi, người lông lắc mùi rượu. Mày lên tao đào lát ra mày. Bố mày cứ mang mày ở ngoài bãi rác mày. Bây giờ mày chui vào gầm đây mày muốn chết hả? Tao muốn chết à? Đính rượu chưa? Hả? Em đánh tao. Tao chưa? Thằng chó đánh tao. Ôi mày. Đập nát ra mày mày điên rồi, đập nát. Đập với tao đi. Đập đi. Tỉnh nghĩ rồi. Đập đi. Tao tay tao. Mày cắm đầu đây. Cắm vào đâu mày bỏ ra là tao đánh mày. Tao đánh mày đây. Bỏ đây ra. Ông mày thằng ấy say rượu nó chui vào cầm xe đó. Tao đi. Tỉnh nghĩ rồi. Thôi lửa nó mày. Thằng này mày nói bé rồi. Mặt sắt hết ra này, say rượu bao nhiêu lần? Sắt thì làm sao? Ông mày, bây giờ là thằng mày chui gầm xe hả cháu? Chui thì làm sao? Chết. Nằm trong mắt. Say rượu mà chui kệ cháu, bà làm trong mày nó rộng mắt. Kệ cháu. Thằng mày nó say rượu bao nhiêu lần rồi? Say thì làm sao? Nhớ mà nó đi vào thì rồi lại. Người đã gầy gòm rồi lại suốt ngày đi uống rượu thôi. Say thì tao chui hôm nay tao làm cho nó mát. Ôi giời ơi. Bà nói nhiều bà. Ông mày nó say rượu đánh. Bà này này. Không có biết bác mày là ai nữa. Bác mày mất mày là hả? Bỏ mẹ mày ra. Ông mày cứ thận thằng này nó say rượu nó không biết gì nữa. Ô này. Chết rồi. Chui vào cầm xe. Thanh niên gì mà lại cứ đi uống rượu thế? Suốt ngày rượu chàng nghiện rượu hả? Uống cho nó. Biết nhà. Trời nóng uống rượu cho mát. Ô như phèo. Mày chưa. Bà này nó nhiều thế nhỉ. Ông mày chạy nó đánh ông mày. Nó đánh ông mày không mày. Ô mày. Lại. Say rượu ghê, chui vào cầm xe của nó. Thôi mày lôi nó vào nhà đi, không tính được đâu. Đi vậy. Đi vào đi. Mày chui đâu? Mày chui gầm tao thổ máy cho mày. Mày chui gầm vào gầm xe tao thổ máy cho mày thì mày biết. Đi vậy, chui đi. Chui đâu? Bê ra vậy dạ. Mày bạn gọi ai nữa? Mày phá xe tao luôn, mày đi đây mày gõ nát xe tao luôn. Tao chui vào tao ngủ, mày cứ lôi tao ra tao tức tao mới phá thôi. Bố mày phá mày tính sao chứ? Bố nó phá mẹ xe thôi. Ông mày, nó phá xe. Cái thằng này, thôi. Tính nghĩ xem nào, nó đang đập đầu kia. Ui giời ơi, nát đề tha thế này nữa. Định cầm chổi đập lát xe cháu ra. Cái nhà nó ở đâu, gọi bố mẹ nó xuống xem nào. Say rượu say giấc đi về nhà cháu phá ông mày. Tính nhá. Mày gì cái gì mày gì? Mày nói nhỏ ấy. Mày nhỏ mẹ biết mẹ mày đi. Tao sao? Mày có bụng đánh chết mày à bây giờ? Mẹ luôn đi ra say rượu. Đội. Ông ấy chạy rồi. Bây giờ nó say đâu biết gì đâu. Mày xanh quân này. Đội. Mày bỏ bố mày đi vào quân lâm ấy. Mày đâu mày à? Say rượu bóng cắm mày bỏ. Mày bị say rượu cái mầm này. Rượu cha mày vào đây mày ngáo à? Cút. Đội. Âm mầm nhà bạn đi. Vô đâu vậy? Náo lặng ơi. Phá xe nào? Xe mới mua xong mà thì bây giờ giúp gầm mình em nhé. Rất luôn này, đập luôn đi. Bố mẹ mày. Không phải giữ lại ông ơi. Giữ lại ông ơi, mẹ ngáo rồi. Ngáo rồi. Ngáo rồi. Đi vào. Mẹ nó xuống kia đây. Mẹ. Ôi mẹ nó đốt lên con nó ngáo đấy. Thôi. Không phải chạy đi ông ơi. Lên con nó ngáo rồi. Lên cơn ngáo rồi. Đứng lại. Ôi, mày say rượu luôn. Mày đâu ai? Mày đâu ai? Chuẩn. Đội, tính nghe em nào. Ôi, mẹ ăn giòn này, chói lại thôi. Chói lại thôi. Chói lại. Mẹ làm nào mày chui xuống không sẽ bố mày. Bố chui bố của mày. Đi mà. Đi mà đâu. Mày làm chói này. Đi bố hả? Mày bỏ bố chẳng còn kéo lên mày. Thôi quay mày chui xuống xe ra mày cứt à. Bố tăng mình vỡ đầu rồi. Giờ đi đâu? Đi đây. Bố mày lát rượu rồi. Ông trời ơi. Chuột tính rượu đi ông ơi. Chuột tính rượu đúng không? Ờ. Đéo tính ơi. Mẹ ăn say nhất biết đi nè. Chuột tính đi ông ơi. Ngày xưa say nhất vỡ anh bố mình nhá. Để tao đấm đừng có trách tao. Bố mẹ. Mẹ nào mày. Bố mẹ cay đấy. Bà mày phá cho tao. Tính chứ rồi, tính chưa? Đây là đâu đây? Đâu bố mày? Đây là đâu ơi, bạn hậu? Ngáo, ui mẹ, có mặt trăng mặt kìa. Dạ, mẹ thằng ấy ngáo rượu, chạy, đánh chết. Chạy, đánh chết rồi. Ô, bạn Hiền.
Ô, bạn Thiên ơi, tôi đùa bạn mà, bạn Thiên. Bạn Thiên, tôi bạn thấy tôi đúng nào? Ê, nó chạy đi anh em ơi. Chán hình gì kìa. Mày trốn ta, mày thấy rượu nào? Ôi, bạn Thiên ơi, tôi bỏ rượu đâu rồi? Bạn làm sao? Từ lúc bị ngã xe này, sẹo đầy mặt đây này. Bạn rút kinh nghiệm là bạn bỏ rượu bia rồi. Này bố mày đừng thật. Ừ, thì thật tôi chui đúng dần chơi thật nhỉ. Nhưng mà này, đừng đập xe cũng mát lắm bạn ạ. Đừng thật thì chắc quá ấy, đập xe rồi ấy. Mà sao đừng chui, hú mẹ ông bạn không không ai mà biết mà đi vào mà nó húc ấy. Dạ. Tính rượu chưa? Có uống mà tính. Quay sao? Quay đi đi. Cho tao luôn. Không uống đâu, đùa. Đùa tao bực mình ấy. Đỡ nó nhờ tao cầm máy quay hộ thôi, tao phải giúp thôi. Giúp cái rượu của mẹ. Hậu dù cho bạn xuống cái này đi luôn. Không cầm trốn đi nhá. Mát chưa? Bê thôi đi. Không có say đâu bạn Thiên. Kinh hóa bó. Nhưng mà không say trong bê tha vậy. Bê tha vậy. Tôi không say hóa tha. Không say mẹ. Lô say. Chúng ta kinh nghiệm rồi. Không say. Ôi này. Ôi chạy đôi luôn. Vang cái đôi. Ui ơi. Không say đâu. Say không? Không. Thôi ơi. Treo tiếp rồi mà. Phải biết thì biết. Ôi đau rồi. Treo tiếp rồi mà. Thôi. Trêu lắm hả? Thật. Đùa thôi, bạn đùa thôi. Này, lâu cấm dài chứ bia. Lâu lắm rồi. Thật. Bố mày cay chúa. Không uống. Không uống thì uống. Quay phải đi biết. Bạn chôn đậu thôi. Không uống. Trêu tí. Không uống rượu chưa? Từ lúc vừa bạn bị ngã xe rồi bạn uống rượu bia đến đâu? Nóng hết người. Đi về. Bạn có đến người này không? Về tắm rồi. Tao không chôn đấy nhá. Bực kết cả mình. Càng này nữa, sau không thấy nhá. Đuột đi, vui. Bạn nhờ biết giúp bạn quay không? Mày thông giọng nói luôn, mày lừa tao đúng không? Đuột đi. Bắn. Cái bản là từ thế đây hậu mấy mấy này hậu buồn quay cơ ạ. Nên là mình mới quyết định chôn đậu thôi. Thôi vỡ đầu. Đùa. Thôi vỡ đầu rồi. Đùa. Cháu. Dỗi anh em ạ. Dỗi gì? Tôi đi. Không tôi nữa. Tôi đi uống nước. Tôi chơi. Cả dỗi. Kệ. Cho ăn về cho dỗi đúng không? Cho dỗi. Thôi đuổi và xin lỗi. Thì và xin lỗi. Đây là mình vừa chôn đậu cá là mình bị say rượu và mình vào quậy phá nhà hậu tí. Nhưng mà giờ hậu nó dỗi. Mà nó giấy mình hai phát cũng rãnh nhau. Bắn hết người này. Bắn hết người luôn. Giờ có lẽ mình phải về mình tắm rửa và mình xin lỗi hậu thôi. Chứ không để tình trạng này toài. Hậu nó hiểu lầm là mình say thật đấy. Nó vẫn nghĩ mình say. Mấy cả tôi khuyên anh em là hãy lấy tôi ra làm bài học em nhá. Mặt mũi tôi này giờ đầy sẹo cũng chỉ vì chén rượu cốc bia thôi anh em ạ. Nên là mới bị ngã xe, mà ngã xe thì nó sẽ bị rách hết mặt mũi ra. Đấy, thì rất là khổ luôn. Thì nếu anh em nào cảm thấy video này hay thì hãy nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho Độ Mèo. Và nếu anh em nào có ý tưởng hay thì hãy comment ở phần bình luận để cho anh em mình thực hiện. Chào tất cả anh em, bye bye. Đừng rượu thôi, đừng rượu. Thật ra lô rượu. Lô rượu. Về thôi đi. Về thôi. Bắn hết người.